Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng sẽ tuyên bố chi tiết về vụ sát hại nhà báo gốc Saudi. Cũng liên quan tới vụ giết hại nhà báo gốc Saudi Khashoggi hôm thứ Hai ngày 22 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ thảo luận về một cuộc điều tra với các thành viên của nội các tại một cuộc họp sớm diễn ra. Một ngày trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiết lộ tất cả các chi tiết về cái chết của nhà báo Khashoggi. Báo chí hôm Chủ nhật cũng dẫn lời ông Erdogan cam kết sẽ sớm ra một tuyên bố quan trọng vào ngày thứ Ba, 23 tháng 10, tại cuộc họp nhóm nghị viên đảng AK. Hiện mạng xã hội đang có nhiều đồn đoán rằng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng đã tiếp cận được một bản ghi âm bí ẩn, được cho là đã ghi lại thời điểm nhà báo người Saudi Arabia bị 15 sát thủ tra tấn, sát hại và phân mảnh thi thể ông để phi tang.